Hôm qua, tờ Corriere dello Sport cho đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với huấn luyện viên Jose Mourinho. 2 tuần trước khi bắt đầu mùa giải mới, Jose Mourinho đã có những phát biểu chính thức trước truyền thông. Người đặc biệt đã có một cuộc phỏng vấn dài về nhiều chủ đề khác nhau, từ trận chung kết ở Budapest, mối quan hệ với Tiago Pinto cho đến lựa chọn chấp nhận lời đề nghị của Friedkin. Tôi đã ký hợp đồng với Roma bởi vì khi tôi gặp nhà Friedkin, tôi thực sự thích cách nói chuyện của họ. Những lời đó khiến tôi cảm động sâu sắc, tôi cần điều này. Họ truyền đạt sự nhiệt thành, khiến tôi hứng thú với một dự án triển vọng, hợp đồng 3 năm, tăng trưởng vĩ tiến, điều mà trước đây tôi chưa từng cân nhắc. Tôi đã là một Mourinho phiên bản tốt đẹp hơn. Mourinho chia sẻ, một ví dụ cho thấy sự thay đổi ở chính bản thân tôi, nhiều cầu thủ trẻ mà tôi đã cho ra mắt, những cậu bé đã lớn lên cùng tôi trong 2 năm này. Khi bạn làm việc tại một câu lạc bộ như Real Madrid, Manchester, Chelsea, cầu thủ trẻ chỉ được tung ra sân khi đội bóng đã đạt mục tiêu. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi cần sự ổn định, tôi cảm thấy có điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Trước đây, khi muốn gì, tôi phải làm liền, đi liền, tôi sống trong trạng thái bồn chồn thường xuyên. Ngày trước, tôi đến một nơi nào đó, làm việc điên cuồng để chiến thắng, rồi tôi đã chiến thắng và tiến xa hơn, lập tức tôi muốn rời đi và giành chiến thắng ở một nơi khác. Khi tôi đến Real, Inter, Man United và Chelsea 2 lần, nơi có các khoản đầu tư và mục tiêu đều rất cao, nơi cần bạn đến để giành chiến thắng và giành chiến thắng ngay lập tức. Khi ký hợp đồng với Roma, tôi biết chính xác mình sẽ làm gì. Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi cũng thích thú với những khó khăn. Tôi tức giận 1 tiếng đồng hồ và ngay lập tức trở lại tích cực. Tôi không chán nản, tôi không đe dọa, tôi không hề nói rằng họ đã hứa với tôi trời biển và không rời non lấp biển cho tôi. Có một điều tôi không thể thay đổi đó là bản chất của mình, tôi không phải là người nói ra những lời nhảm nhí. Khi đối mặt với những bất lợi của dự án mà tôi đang theo đuổi, trong đầu tôi liền nghĩ đến ông bạn Ancelotti thời tiếp quản Everton. Khi những người như chúng tôi thực hiện dự án kiểu này, người ta lập tức nói chúng tôi không còn phù hợp với dự án lớn. Nhưng hãy xem, sau Everton, Ancelotti ở đâu và giành được gì? Trải nghiệm ở Roma vô cùng kích thích, phong phú ở nhiều cấp độ. Hôm nay tôi có mối quan hệ với các cầu thủ của mình theo hướng không dễ thiết lập ở một câu lạc bộ hàng đầu. Tôi không quan tâm dư luận nói rằng tôi đến Roma vì không thể đến nơi khác. Điều tôi quan tâm hiện tại là hạnh phúc của bản thân. Cách đây vài ngày, tôi trò chuyện với bộ sậu của mình ở Tiguria về một trong những điều đầu tiên Đức Giáo Hoàng nói ở Lisbon. Bạn phải cười, bạn phải nói đùa, suy nghĩ tích cực, bạn phải trau dồi óc hài hước. Bộ sậu của tôi có tất cả những điều này. Rõ ràng đối với tôi, trở lại Ý không phải một cuộc phiêu lưu, đây là một đất nước mà tôi biết rõ về văn hóa, lịch sử và thể thao. Tôi biết rằng ở cấp độ xã hội, Roma là một cái tên hoàn toàn tuyệt vời, nhưng từ quan điểm của lịch sử bóng đá, họ đã giành được rất ít thành tựu. Mặc dù có nhiều huấn luyện viên giỏi và nhiều cầu thủ hạng nhất và cả những khoản đầu tư nữa. Khi bạn làm quen với các cầu thủ Roma, bạn sẽ thắc mắc tại sao rất ít chiến thắng. Có thể vì những người hỏi câu đó đã không thể làm điều gì đó khác biệt để giúp câu lạc bộ và chủ đội bóng trở nên thành công hơn. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi có hối hận vì đã chọn Roma không, tôi trả lời là không. Tuyệt đối không. Không phải chuyện gì tôi cũng liên lạc trực tiếp với nhà Friedkin. Chủ là chủ. Tôi luôn tôn trọng nhà Friedkin vì họ là chủ sở hữu và tôn trọng họ ở góc độ cá nhân. Khi nhận được lời mời gặp mặt của hai câu lạc bộ Ả Rập, Al Hilal và Al Ahly, tôi đã gọi điện cho Friedkin và nói rằng tôi sẽ từ chối. Tôi cảm thấy rằng về phía họ có sự tôn trọng và rất nhiều thành ý dành cho huấn luyện viên. Không thể tách rời mối quan hệ của huấn luyện viên với chủ sở hữu. Trong suốt những năm qua, tôi luôn nói rằng tôi được thuê và được trả lương hậu hĩnh để giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra chúng. Khi chủ sở hữu cảm thấy họ cần lên tiếng, họ sẽ lên tiếng với tôi. Mối quan hệ của tôi và Pinto ư? Sau chấn thương của Tammy, chúng tôi đang ở trong một tình huống mà không huấn luyện viên nào trên thế giới mong muốn. Tôi không thể nói rằng tôi vẫn vui tươi trong tình cảnh này, nhưng nói rằng tôi đang công khai gây chiến với câu lạc bộ, với Pinto, rằng tôi không hài lòng là tầm bậy. Tôi xem Pinto là tổng giám đốc, dù tuổi tác có thể là con trai tôi, nhưng tôi tôn trọng cậu ấy, không xem cậu ấy như bạn bè. Pinto, ngược lại, cũng tôn trọng tôi như một huấn luyện viên. Pinto cũng muốn những điều tôi muốn. Chắc chắn, mục tiêu chung đạt được những điều tốt nhất cho đội. Pinto biết chúng ta đang muộn trên thị trường chuyển nhượng, ngay cả chủ sở hữu cũng biết điều đó. Cuối cùng những người thực sự đau khổ là những người đang chăm chỉ làm việc và những người sẽ ra sân chống lại Salernitana. Không có chỗ cho tức giận hay chán nản. Như Đức Giáo Hoàng nói, đặc biệt là trong khó khăn, rằng khó khăn là một phần của cuộc sống. Không có khó khăn thì càng khó trải nghiệm những niềm vui lớn. 20 năm trước, ở trong tình cảnh này, tôi sẽ làm hỏng việc. Nếu là tôi 20 năm trước, như lần đầu ở Chelsea, tôi sẽ tức giận và rời đi vì mâu thuẫn với giám đốc thể thao. Bây giờ, tôi không thích cách hành xử đó nữa. Điều này có nghĩa là sau 28 ngày làm việc, 31 buổi tập và 6 trận đấu, tổng cộng là 37 buổi, cộng với các cuộc họp phân tích chiến thuật, việc không có tiền đạo là một vấn đề. Nhưng tôi nói thật, dù tuần sau Mbappé có đến thì cũng muộn rồi. Bức ảnh ôm tiền đạo tưởng tượng chỉ là trò vui thôi, khôi hài lên. Đừng nghe người ta nói tôi là phù thủy truyền thông rồi nghĩ quá nhiều. Nuno Santos ở bên tôi mỗi ngày, ông ấy hiểu rõ nhất. Nhân tiện, đừng gây rối với Melotti nữa. Hãy để yên và anh ấy sẽ có một mùa giải hiệu quả hơn nhiều. Còn trọng tài Anthony Taylor ư? Ai cũng có sai lầm. Giá như Taylor đến phòng thay đồ sau trận chung kết và nói rằng: "Xin lỗi mọi người, tôi đã phạm sai lầm khi điều khiển trận đấu. Chúng tôi vẫn thua nhưng Taylor sẽ nhận được sự tôn trọng vĩnh viễn của chúng tôi." Việc cổ động viên chửi Taylor ở sân bay, tôi không kích động hay liên can gì cả. Nhưng nếu muốn tôi chỉ trích Romanista thì UEFA hãy khiển trách Taylor đi. Còn về tình yêu của tôi với AS Roma, đây là một hành trình khác thường. Hai con đường dẫn đến hai trận chung kết châu Âu. Hai lộ trình khác nhau với những khó khăn lớn ở mọi cấp độ. Tôi nghĩ mọi người đã đón nhận tôi như một phần của họ. Trong cuốn sách bạn viết về tôi, chúng ta đã nói về sự thay đổi của tôi. Hôm nay tôi đã bớt ích kỷ hơn rất nhiều, sống vị tha hơn. Khi một huấn luyện viên với 25 danh hiệu giờ đã là 26, đến một thành phố, tiếp quản một câu lạc bộ, làm việc với những thành viên chưa giành được nhiều danh hiệu, tôi phải ngay lập tức hòa nhập với con người và tập thể đó. Thưa ông Mourinho, ông có nghĩ đến việc rời AS Roma chưa? Không, tôi đã luôn hoàn thành công việc của mình mà không nghĩ về những gì tiếp theo. Thế nhưng ông chỉ còn một năm hợp đồng với AS Roma. Tại sao tôi phải nuôi mấy đứa nhỏ nếu năm sau tôi không còn ở đây nữa? Mấy hôm nay tôi tự hỏi như vậy và bỗng nhiên, ông ta xuất hiện. Một Jose tốt bụng, một Jose tử tế, một Jose chuyên nghiệp và hay cười, tích cực đã giúp tôi trả lời ngay lập tức. Trước hết tôi làm việc cho câu lạc bộ, thứ hai, đối với câu lạc bộ này, điều cực kỳ quan trọng là phải tự tạo ra điều kiện thuận lợi. Như chúng ta đã thấy, chính những đứa trẻ, trong thời điểm rất khó khăn đối với Pinto, đã đảm bảo số tiền 30 triệu cần thiết để đáp ứng một thỏa thuận dàn xếp khủng khiếp. Và quan trọng hơn, tôi chỉ còn một năm hợp đồng thì có lỗi gì với bọn trẻ. Bây giờ tôi dám nói với bạn rằng Pagano sẽ sáng ra đấy, tôi chưa muốn nói về Pisilli, bởi vì thằng bé hẵng còn là một đứa trẻ, ngay cả về thể chất, Pisilli sẽ phải có một sự tiến hóa vượt bậc, ý chí thì tốt đấy. Nhưng Pagano sẽ giống như bắp,